Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Suki. Các anh hùng liệt sĩ tại Lý Thành Cổ Quảng Trị hôm nay xin phép được bắt đầu. Kính thưa hương hồn các liệt sĩ, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Sửu, tại đài tưởng niệm trung tâm di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đoàn trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Ngọc Minh Huân làm trưởng đoàn đến viếng và dâng hương cho em linh các anh hùng liệt sĩ. Kính thưa các thầy cô và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành Cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất, cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc. Với lòng biết ơn vô hạn, trong giờ phút trang nghiêm và xúc động này, xin kính mời đoàn dành phút tưởng niệm thiêng liêng, kính cẩn nhân mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
nay xin phép giới thiệu các thầy cô các bạn ý nghĩa của đài tưởng niệm. Thưa các thầy cô các bạn, thành cổ Quảng Trị, đề xuất này cách đây gần 50 năm về trước đã làm thức tỉnh lương tri loài người trên thế giới bởi cuộc đọ sức quyết liệt của quân giải phóng trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972 chống lại cuộc phản kích tài chiếm của quân đội Sài Gòn. Sự kiện lịch sử đó đồng góp một vai trò quan trọng trên bàn thắng lợi của hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cuộc chiến này nhằm tìm đến một giải pháp chính trị có lợi cho đôi bên. Vì vậy, để bảo vệ thành cổ, thị xã Quảng Trị, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu, anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Cả em hy sinh, có những em, hai cổ không còn nguyên hiện hài nữa, máu và xương thịt cả em đã hòa lẫn vào lòng đất để mỗi tấc đất, cành cây, ngọn cỏ, mỗi bước chân chúng ta vào thành cổ hôm nay thấm đậm máu của các nghệ sĩ. Với ý nghĩa và giá trị lịch sử đó, thành cổ Quảng Trị Nhật Bản, nhà nước quan tâm, đầu tư, trùng tu tôn tạo, trở thành khu tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, di tích của Quảng Trị, trở thành di tích quốc gia đặc biệt trong lòng thị xã Quảng Trị. Thưa các thầy cô và các bạn, khác với nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường Chính hay các nghĩa trang liệt sĩ khác, mỗi liệt sĩ đều có một nấm mồ cho dù anh biệt tên hay chưa kịp biệt tên. Nhưng đến với di tích của Quảng Trị, được ví như một nghĩa trang không có nấm mồ nào cho riêng ai. Đài tưởng niệm được mô hình hóa là nấm mồ chung cho những người đã anh dũng nằm xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972. Đài tưởng niệm trung tâm thành cổ là đỉnh điểm của sự hóa thân, là nơi trú ngụ của linh hồn bất tử, nơi giao hòa giữa cõi sống và cõi chết, giữa quá khứ và hiện tại. Đài tưởng niệm mang tên siêu thoát, xuất phát từ quan điểm nhân sinh quan, vũ trụ quan của triết học phương Đông, cùng như quan điểm về lại sống và cái chết của người xưa để lại, để tất cả những ai khi đặt chân đến đây đều cảm nhận được cảnh bi hùng khốc liệt của ngày hôm qua, mà thành tâm thắp nén hương để tưởng nhớ tri ân tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Với ý nghĩa đó, đài tưởng niệm được xây dựng dựa trên cơ sở hình thành của triết lý âm dương ngũ hành. Tầng trên là tầng lượng nghi, tức là tầng mà đoàn chúng ta đứng dâng hương. Tầng lê tròn bên trong tạo hình lượng nghi theo thái cực đồ gồm có phần âm và phần dương. Một nửa phần âm là hồ nước, giữa hồ nước có cái đèn thờ cao làm chất liệu bằng đồng, được ví như là cây thiên mệnh có chức năng thiêng liêng truyền tải mệnh nối giữa trời và đất để truyền tải linh hồn các chiến sĩ đang yên nghỉ trên mảnh đất này được siêu thoát ở cõi vị hằng. Ở đó linh hồn các em được thanh thản khi hàng ngày mọi người đến đây thắp hương và cầu nguyện cho các em. Đỉnh cao của cây thiên mệnh có biểu tượng ngọn lửa với ý nghĩa ánh hào quang của cuộc chiến 81 ngày đêm quyết tử cho tổ quốc quyết sinh trên chiến trường Quảng Trị. Ở giữa cây thiên mệnh có biểu tượng ba áng mây tượng trưng cho mối quan hệ thiên địa nhân, mối giao hòa giữa trời đất và con người. Phía dưới ba áng mây có biểu tượng ba bát cơm chồng lên nhau, bởi theo quan điểm của người Á Đông thường cúng cơm cho người đã mất, một bát cơm cho những ai sống trọn đời qua 61 tuổi, ba bát cơm cho những người mất khi tuổi đời còn trẻ trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972. Các chiến sĩ của chúng ta tham gia chiến đấu và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Chính vì thế, ba bát cơm ở đây tượng trưng cho ý nghĩa đó. Một nửa phần còn lại tượng trưng theo phần dương, tức là phần lúc này các thầy cô và các bạn được dâng hương, được lạt bằng đá hoa cương màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sinh khí vận hình, màu của sự sinh sôi, nảy nở. Giữa phần dương này có phần thiểu âm. Từ vị trí này, nó thông vào bên trong lòng đài tượng niệm với ý nghĩa rằng âm và dương không tách biệt, mà âm và dương luôn hòa quyện vào nhau. Trong âm luôn có dương, trong dương luôn có âm. Âm và dương tuy hai mà một, mối quan hệ này cũng giống như mối quan hệ giữa người sống và người đã mất. Chúng ta đang sống trong hòa bình, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Và hôm nay các thầy cô và các bạn về với thành cổ Quảng Trị, mọi người lên đài tưởng niệm thắp một nén hương để tưởng nhớ tri ân tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Bên ngoài tầng lượng nghi có 81 bức phù điêu, là 81 tờ lịch ghi lại từng ngày một trong cuộc chiến 81 ngày đêm. Ngày bắt đầu là ngày 28 tháng 6, kết thúc là ngày 16 tháng 9. Hiện tại, ban quản lý di tích cổ Quảng Trị đã quyết định chọn ngày 16 tháng 9 là ngày giỗ chung
tất cả liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm. 81 bức phù điêu được nối với nhau qua một cái cổng như một mái bưu điện kết điều để nhắc nhở những ai khi đặt chân đến đây dâng hương cho các liệt sĩ. Hãy gạt bỏ những ham muốn tầm thường ở bên ngoài, đến đây với lòng thành kính và ngưỡng vọng. Bên trong lòng tượng đài rộng có hai trục đường chỉ giao nhau đi về miền Trung. Về tâm linh mà nói, đây là nơi hội tụ linh hồn các chiến sĩ tử phương về ngay từ lòng đài. Ngay từ giữa lòng đài tượng điểm có là trận tranh của mình giản dị thiên thương, một chiếc mũ tai bèo, một đôi giày cao su, một bi đỡ, một khẩu súng AK, một chiếc băng đê. Chỉ ngày đấy thôi mà các em đã làm nên lịch sử. Sự kiện tặng một ngày đêm bảo vệ thành cổ và di sản Quảng Trị năm 1972 đã viết nên một khúc đã ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử động đất giải phóng dân tộc. Thành cổ và khúc đã ca 81 ngày đêm hôm nay trở thành trái tim của dân cả nước để một lần cựu chiến binh Phạm Đình Lân từ Hà Nội trở về thăm chiến trường xưa. Khi lên đài tưởng niệm thắp một nén hương cho đồng đội của mình mà lòng ông xót xa nghẹn ngào nắn nhủ rằng nhẹ bước chân và nói khẽ thương cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ trời Quảng Trị trong sân và lòng gió dẫu ồn ào đừng lay động cành cây nhẹ bước chân và nói khẽ thôi thành cổ rồng sao đồng đội tôi nằm chết mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào. Ngày nay du khách khi tiến hành làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm là lúc không chỉ người đó tưởng niệm tri ân người đã khuất mà còn cầu phúc lộc mong tìm đến sự lương thiện, sự may mắn. Di tích của Quảng Trị đã trở thành một địa chỉ đỏ trong hành trình du lịch tâm linh của dân cả nước. Các thầy cô và các bạn thân mến, chiến tranh lùi xa gần 50 năm nhưng nỗi đau về thời hậu chiến đến bây giờ vẫn còn in sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Và cho đến bây giờ không có một số liệu nào thống kê chính xác có bao nhiêu liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972. Nhưng có một điều mọi người ai cũng biết, cả anh nằm lại trên mảnh đất này khi tóc đang còn xanh, khi mang trong mình nhiều hạt vọng sống, ước mơ và hoài bão, các anh vĩnh viễn nằm lại nơi đây, không một tấm bia, không một dấu địa chỉ, có biết bao bà mẹ tóc đã bạc, mắt đã mờ, mà ngày đêm vẫn ngóng chờ. Các mẹ nghe một tiếng đồng khẽ thôi, cứ ngỡ các anh về bên mẹ, nhưng các anh không về nữa, vì các anh đã hóa tượng đài. Một thế hệ thanh niên đã cống hiến tuổi thân xinh đẹp nhất của đời mình theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Họ là những chàng trai, cô gái, xếp bút điêu, các anh cầm súng tiến thẳng ra mặt trận, chiến đấu anh dũng cho đến ngày hy sinh, không trở về với quê hương, với xóm làng, với gia đình nữa. Có hàng trăm, hàng ngàn di vật hiện vật mà các anh để lại. Và sau đây, xin gửi đến các thầy cô và bạn câu bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Anh Huỳnh là sinh viên năm thứ tư khoa cộng đồng trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Vợ em là chị Đặng Thị Sơ, làm dâu tròn một kiếp người, làm vợ vẹn vẹn chỉ 10 ngày tròn. Hai anh chị cưới nhau được 6 ngày, chưa kịp có với nhau một đứa con. Thì anh Huỳnh tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, thấy được sự tàn khốc của chiến tranh, linh cảm được vận mệnh của mình. Anh đã viết một bức thư gửi về cho gia đình. Bức thư của anh có đoạn viết như sau. Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 1972. Toàn gia đình kính thương, hôm nay con ngồi đây viên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột. Mẹ kịch bền lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trong nước, chứ đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ thì đứa con út của mẹ đã đi thăm bố con rồi. Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm, lòng mang nặng đẻ đau, giọt máu đào hơn nao được lạ. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời, con của mẹ đã đi xa, để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ đã khổ nhiều, nay bao hy vọng nuôi con khôn lớn, xong
Vì đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi, hãy lau nước mắt cho đời trẻ lâu sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trong tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên cạnh mẹ. Mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi. Bố con đã đi xa, để lại cho mẹ biết bao khổ nhọc. Nay con đã đến ngày khôn lớn thì thôi nhé, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau. Viết cho vợ có đoạn anh viết: em thương yêu, anh biết em sẽ không đọc nổi lá thư này, vì biết bao nỗi buồn đè nặng lên tấm thân người con gái trẻ tuổi như em. Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh lại, làm theo lời anh căn dặn. Còn ngày anh đi xa là ngày anh để ngoài phong bì mà anh nhờ các bạn anh gửi chúc. Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến những người quen trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé, em đừng buồn. Nếu được sống trong hòa bình, hãy nhớ tới lòng anh. Nếu thương anh thật sự khi hòa bình, có điều kiện vào Nam, lấy hải cốt anh về, đường đi như sau. Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh hy sinh khi đưa hàng sang sông. Từ thị xã qua cầu ngược trở lại, hỏi thăm về làng Nhan Biểu Một. Nếu tìm xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng, về đấy sẽ tìm thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mệnh tôn. Và sự thật đã diễn ra. Đối nhận diện Huyền Linh cảm trong bức thư, mãi cho đến năm 2002, gia đình mới tìm thấy hài cốt của anh ở bờ bắc sông Thạch Hãn, đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà, quê là xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình.